chương 1 nghe chọn bộ tại mê audio com Chép 1, nó ở nhà thở dài, miệng than vãn, chán quá, không biết mình sẽ đi đâu học nữa đây. Mấy bữa trước nó mới từ chung về, sau bao năm ở chung, nó lại thấy chán, nó định sẽ ra anh học lại, dù gì thì nó cũng nhớ mấy bạn ở đó điện thoại của nó reo lên, nó lấy điện thoại trả lời chán nản quay chân con thôi cái giọng chán nản đó cho mẹ lên phòng mẹ lấy dùng cái hồ sơ trên bàn lúc sáng mẹ quên mất dạ nó đi vào phòng của ba mẹ nó lấy cái tập hồ sơ rồi chuẩn bị đi ra ngoài nó bịt kín mặt mũi rồi xuống gara lấy chiếc xe đạp điện nó bỏ cái hồ sơ trên giỏ xe rồi đi lái xe đi nó đang đi thì nghe tiếng điện thoại có tin nhắn có lấy ra đọc thì thấy là tin nhắn của đứa bạn ở chung nhớ quá đi tiếng chung biết rồi, thế giờ trường mình sao rồi, không có cậu, loạn rồi, nó mỉm cười khi đọc tin nhắn nhỏ bạn, đang chăm chú nhắn tin lại thì nó nghe có tiếng la lên, á, á, á. Vừa ngước lên thì chỉ thấy nó sắp đâm sầm vào một anh chàng đang đi bộ, dầm cả hai suýt xoa, ui ra, đau quá. Nó dựng xe đứng lên thì nghe hắn nói tiếng Hàn, cô kia, đi xe kiểu gì thế hả? Vì cũng đã từng học ở Hàn nên nó đáp lại, cái gì tôi đi xe kiểu gì thì kệ tôi chứ nó vênh mặt lên. Hắn ta nhìn nó với ánh mắt khó chịu rồi bỏ đi, nó chỉ bĩu môi rồi cũng bỏ đi. Đến công ty của mẹ, nó đi thang máy lên, tới tầng 3 thì gặp một cô gái, cô gái gật đầu chào, nó ngạc nhiên, chị biết em sao? Sao lại không, chẳng có ai đi vào công ty mà trùng kín như thế ngoài em ra? Nó cười, chị ấy lại hỏi nó, em đem hồ sơ đúng không, giám đốc chờ em trên phòng đấy, vâng ạ. Nó gật đầu cười, chị ấy ra ở tầng 7, nó lại tiếp tục đi lên tầng 20 rồi rẽ sang phòng giám đốc, nó vào phòng mà không gõ cửa làm mẹ nó giật mình. Mẹ nó làm trong một công ty thời trang lớn, bà đang định mở thêm chi nhánh ở Hàn Quốc vì thế nên ba của nó sang bên đó để giao dịch với ông bạn cũ, bà mẹ nó thường gọi ông ấy là ông Bách ông làm bên bất động sản nó vứt tập hồ sơ trên bàn rồi ngồi bịch xuống sofa mẹ nó gác máy rồi lại chỗ nó bà cầm lấy tập hồ sơ rồi kiểm tra lại thấy đầy đủ bà mới nhìn nó hỏi con chọn học ở đâu chưa ưm um. con sẽ qua hàn quốc nó nói không nhìn mẹ sao thế chẳng phải con qua đó rồi ư ở lại những ba năm cơ mạc hoài bây giờ hàn nó đang nổi mà ừ để mẹ gọi cho ba con còn con đó sao không ra ngoài chơi đi ra mấy chi nhánh công ty mà tìm đồ mặc vâng ạ à, nó chán nản chào mẹ rồi ra xe nó đi thẳng đến cho nhánh thứ hai vì cũng gần nhà nó vừa đi vào mấy cô nhân viên liền chào nó cô chủ nó cứ đi thẳng giả bộ không nghe rồi tiến lại chỗ áo phông màu trắng với chữ màu đen y và một nửa trái tim nó nhìn rồi hỏi cô gái đứng cạnh nó, này cô, đây là áo đôi, ai lấy như thế này, thưa cô chủ, có một anh chàng cứ khăng khăng phải lấy được chiếc áo. Anh ta thậm chí trả 500.000 cho chiếc áo. Nó nghe thế, nhìn bâng quơ suy nghĩ, trả tên nào giàu thế nhỉ, thôi thì lẻ bóng như thế cũng chả ai mua, mình đem về mặc chơi vậy, thế là nó liền lấy chiếc áo, trả tiền rồi đi về nhà. Hai ngày sau, ba nó gọi điện về hỏi nó, "Chân chân, con muốn tên thật hay giấu thân phận hả? Ba cứ làm cho con tên Kim Hi San, con nhà khá giả nha." "Ừ, đây là lần cuối, con học không ra gì là về nước học nghe chưa? Vâng ạ, à, con nói mẹ chuẩn bị đồ đi, ngày mốt qua đây bố dẫn đi xem nhà." Rồi ba nó tắt máy, nó gọi điện cho mẹ. "Mẹ đặt vé máy bay cho con nha, ba bảo mốt ra đó xem nhà." Mẹ nó đồng ý, nó tắt máy rồi chạy lên lầu, lôi cái vali to màu đỏ ra, nó bắt đầu xếp đồ vào đấy, nó chọn những bộ đồ đơn giản như thường thấy mấy cô gái Hàn trong phim tình cảm. Nhìn mái tóc dài ngang vai màu hạt rẻ, nó quyết định đi làm lại tóc. Nó cắt tóc bốp rồi uốn phồng lên. Nhìn trong gương nó chẳng khác gì mấy cô nàng ngây thơ kia ngày ra sân bay mẹ nó không ra được vì có cuộc họp và lại nó cũng quen rồi nên thậm chí chẳng muốn ai theo mình cả nó lấy điện thoại ra gọi cho ba báo nó đang ở sân bay đang tìm danh bạ thì bụp nó đụng phải một anh chàng ngước lên thì thấy lại là hắn nó tỏ vẻ ngạc nhiên hắn chỉ nhìn nó một chút rồi cúi đầu xin lỗi bỏ đi nó cũng chẳng quan tâm nhiều nên bỏ đi lên máy bay, nó liền lấy ngay tai nghe, rồi bịt mắt lại ngủ, nó đâu biết rằng, người ngồi sau lưng lại là hắn. Ra khỏi máy bay, nó đang đi thì thấy một tấm bảng do một người phụ nữ cầm, Kim Hy San, nó liền lại gần đó, cô ấy cười rồi nói, em là Hy San hả, ông Hoàng đang đợi em trong xe đấy, vâng ạ. Cô ấy định lấy cái vali thì nó ngăn lại cười, nó không muốn tỏ ra mình là đứa trẻ con đến nỗi cả vali của mình cũng không tự cầm được, em cầm được cô ấy không nói gì chỉ mỉm cười cô hiểu nó không muốn vì ông hoàng đã nói là con bé có tính tự lập nên nó nói gì thì cô làm đó đừng có làm trái nó sẽ nổi khùng lên đấy tại gara xe nó chui vào một chiếc xe hiệu toyota thì gặp ba nó ba nó mở kính rồi nói chúng ta đi thôi chiếc xe bom bo đi ra khỏi sân bay rồi tiến ra đường lớn ba nó đưa cho nó một tập hồ sơ rồi nói đấy con xem đi cần sửa chỗ nào nữa không nó đọc một loạt những thông tin rồi gật đầu dạ được ạ còn đất thì sao đã mua được chưa ạ được rồi mà này trước khi ra nhà mới mình đến nhà bác bách chào hỏi đã lâu rồi mà vâng ạ đến nhà bác nó xuống xe thì được hai bác hồ hởi đón chào ông bách ôm chào nó rồi đến lượt bà bách bà ngắm nhìn nó rồi khen bằng tiếng hàn chà, chân chân lớn quá nhỉ, lâu không gặp cháu, nhưng sao lại mặc đồ bình thường thế kia? Tiểu thư mà giản dị thế à, tại cháu không thích cầu kỳ cho lắm. Trời ơi, cháu giống con trai bác quá, hai đứa hợp nhau quá nhỉ. Nó còn chẳng biết bác ấy đang nói đến anh nào, vì nhà có hai đứa con trai, nhưng khi nó qua Hàn học thì chỉ gặp anh Chi Huân với bác trai, còn đứa còn lại thì hầu như chưa gặp lần nào. Bác trai cười rồi mời cả hai vào nhà, nó vào thì gặp ngay anh Chi Huân đang ở dưới bếp phụ cô giúp việc, anh thấy nó liền, ô, lên ngạc nhiên, ô. Trần chân, chân, em đến rồi à, chào anh Chi Huân. Chi Huân lại chỗ của nó ôm chào thân mật, anh vuốt tóc nó, oa, em lớn quá. Nó chỉ cười tít mắt đáp lại, bà Bách liền mời mọi người ra ban công để ăn tối. Ông bà luôn thao thao về đứa con trai, họ khen hắn ta hết lời, nó nghe thế liền thấy hắn và nó khác nhau hoàn toàn. Đến gần 5 giờ chiều thì nó xin phép ra về, vì nó thấy mệt, Chi Vân liền bảo để anh ấy trở về vì anh ấy là người tìm căn hộ cho nó. Anh xách vali của nó sang xe mình rồi bảo nó vào xe, nó vào đó thì liền lấy tai nghe ra nghe nhạc rồi nhắm mắt thở thoải mái. Vừa lúc đó thì có một chiếc xe về, hắn bước ra thì gặp ngay anh trai, Chi Huân cười, Ji Hun, em về rồi à, tiếc thật anh có việc bận rồi, xong thì anh sẽ về nhà ngay, ừ, anh cứ đi đi. Chi Huân vỗ vai hắn rồi vào xe lái đi. Hắn vào nhà liền nói to. Ba mẹ con về rồi, Ji Hun qua đây chào bác Hoàng. Hắn đi ra ban công, thấy bác Hoàng thì cười vui vẻ chào ông ấy rồi muốn lên lầu nghỉ ngơi. Sau khi hắn đi khỏi thì ông Bách liền nói, ông Hoàng, ông nhớ khi xưa đi học ông nói gì với tôi không? Cái gì, ông Hoàng ngà ngà say trả lời thì nếu con chúng ta là trai và gái thì sẽ làm thông ra, hôm nay tôi thấy, chân với Di Hun rất hợp đấy, ông thấy sao, được chứ, hứa phải giữ lời. Chương 2, nghe chọn bộ tại mê audio.com nó sau khi ổn định xong nhà ở thì liền tới trường để xem lại ngôi trường có giống như trong hồ sơ không. Nó đi một vòng trường, rồi hít thở không khí trong lành ở công viên trường, trong đầu nghĩ, trà, bang gốc, trường học của con nhà giàu có khác nhưng lại bị cắt đứt suy nghĩ bởi một lời nói. Cô là ai? Nó quay đầu lại thì thấy một anh chàng tóc hạt rẻ, tay đút vào túi quần đứng sau lưng cô anh ta lại nói, cô có phải là Kim Hy San không, hả, ơ, ờ. Anh ta lại gần rồi đưa tay ra chào nó, nó rụt rè cũng đưa tay ra chào cho lịch sự, tôi là Song Se Ho. Hội phó hội học sinh, chào anh nó bắt tay của anh đáp lại. Anh đưa đến phòng hội trưởng để tìm lớp. Trên đường đi, bảo ánh mắt nhìn nó không ngơi, họ rất ngạc nhiên vì hiếm khi một cô gái lạ có thể lại gần hội phó và hội trưởng nhìn anh ta vẫn thảm nhiên như không có gì nó thầm nghĩ, chà, anh ta phải là nổi tiếng lắm mới như thế này, hi hi, hãnh diện quá, hai người đi lên tầng 4 của ngôi trường. Đây là tầng để dụng cụ học tập và một căn phòng to ở cuối hành lang là phòng của hội trường. Anh đưa nó đến trước một chiếc bàn rồi cúi đầu chào, thưa hội trưởng, đây là học sinh mới. Ừm, cậu về lớp đi anh ta đi ra thì anh chàng này mới quay đầu lại khi nhìn thấy mặt của người đó nó chỉ biết chân mắt ra đứng nhìn anh ta lạnh lùng cô có biết nhìn chằm chằm vào người khác là mất lịch sự à tôi anh ơ nó thốt lên những từ ngữ chẳng ai hiểu đầu đuôi hắn ta cần lấy tập hồ sơ rồi nói tôi xem rồi cô học chung lớp với tôi nên giờ hãy theo tôi nó không nói câu nào chỉ quay lưng thẫn thờ đi về phía cửa còn hắn theo sau nó lơ ngơ như một bức tượng cứ đi thẳng anh ta bỗng nắm lấy cổ áo của nó rồi nói cửa bên này đó là bức tường nó sực tỉnh rồi líu díu cảm ơn anh ta anh đi lên trước dẫn đường nó lẽo đẽo theo sau đến lớp anh ta gõ cửa cô giáo liền nói vọng ra vào đi anh ta vào lớp cô giáo ngạc nhiên di hun học sinh mới đâu hắn ta không nói gì chỉ tránh đường để lộ nó ở sau lưng rồi hắn đi về ghế của mình nó vừa không mặc đồng phục lại với mái tóc ngây ngô làm nó như quê một cục trên bục. Cô giáo nắm lấy tay nó rồi nói, em đừng lo, giới thiệu về mình đi. Nó lo lắng và thật sự khó hơn nó nghĩ, nó ấp úng, mình là Kim Hy San, đến từ Việt Nam, mình có mẹ là người Việt, ba là người Hàn. Mình, sao trông cậu nhà quê thế, mặc như thế thì sao cậu lại được vào trường, một cậu bạn cất tiếng nói. Nó ấp úng không biết nói gì thì một cô gái có vẻ kiêu sa cầm cây bút quay quay rồi nhìn nó hỏi, Việt Nam mà cũng có khả năng vào trường này sao? Cả lớp cười phá lên, nhưng trong lớp chỉ có hắn là im lặng và song xe hô chỉ mỉm nhẹ môi, sức chịu đựng của ai cũng có giới hạn, nó cũng không ngoại lệ. Nhìn trong lớp cười nó bỗng nói lớn một cách tức giận, có gì đáng cười chứ? cả lớp im bặt nhìn nó, cả cô giáo cũng không thể tin vào tai nhìn mọi người chừng mắt nhìn nó, cây bút trên tay của cô gái kia liền rơi ngay xuống bàn. Cả hắn và anh đều ngước mặt lên nhìn nó. Nó lại tiếp tục, chúng tôi cũng là người mà, không thể học ở trường chúng tôi thích sao? Rồi nó nhìn thấy một chiếc ghế trống trước xe hô liền đi về chỗ đó rồi ngồi xuống, mặt chỉ biết cúi gằm. Anh thọc bút vào lưng nó, khen, cô giỏi lắm tới giờ chưa, nó không xuống nhà ăn mà lên tầng thượng ngồi. Nó ngân nga một ca khúc buồn trong gió. Hắn cũng ở đó nghe có tiếng hát, hắn liền đứng dậy để tìm người hát nhưng chẳng thấy ai. Nó nhìn đồng hồ rồi đứng dậy, quay đầu lại thì thấy hắn đứng cách xa nó khoảng 10 mét. Nó không nói gì chỉ bỏ đi. Sau bữa ăn tối, nó quyết ra ngoài tìm mua trang phục của trường, đang loay hoay chẳng biết mua cái nào hắn cũng đang đi tìm xem đôi giày thì thấy nó hắn nhìn theo nó từng hành động cử chỉ còn nó vẫn không hay biết nó đưa hai tay áo của hai bộ lên rồi phân vân cái nào đây ta mãi sau nó mới quyết định mua luôn cả hai đang xem giá trên áo nó không chú ý nên để ngã vào một đống đồ bầy ở đó hắn nhìn nó mà không nhịn cười được nhưng không có nghĩa là hắn qua giúp nó hắn chỉ lấy xong đôi giày rồi tính tiền ra về ác à, ôn, không biết thương hoa tiếc ngọc hôm sau, nó đến lớp với cái băng dán cá nhân trên trán, nó đang loay hoay tìm quyển vở thì có một cô gái vỗ vai nó. Nè, nói thật nha, cậu rất giống một người bạn của tớ khi nhỏ, cô ấy tên là Trân từ Việt Nam. Nó nghe thế thì liền quay đầu lại nhìn, không ngờ người sau lưng nó lại chính là Kim Dara, cô bạn thân hồi còn ở Hàn của nó, không ngờ con bé lại học ở trường này nó liền nhanh chóng kéo tay đứa bạn ra ngoài làm cô bé chỉ biết đi theo mà không hiểu gì cả nó nói với khuôn mặt hồi hộp cậu là dara kim dara đúng không đúng rồi cậu là chân hoàng chân nè nó chỉ tay vào mình cô bạn không tin nổi nên cả hai hét toáng lên cô bạn nhìn nó rồi mừng rỡ lâu không gặp cậu mình nhớ quá đi dara nhìn miếng rán trên trán nó cô lột một ít rồi hỏi sao thế này mình bị ngã ý mà nó định dán lại thì nó không còn dính nữa. Dara xin lỗi rồi cô đi vào lớp lấy băng cá nhân cô mang theo. Nó đứng chờ ở ngoài thì hắn xuất hiện. Giọng nói lạnh nhạt. Cô là người hét hả? Theo tôi lên phòng hội trưởng. Nhưng tôi. Có đi không thì bảo. Hắn cắt ngang lời nói của nó. Thế là nó đi theo sau lưng hắn. Ngay sau lưng họ thì Seho vừa tới lớp. Nhìn bóng dáng của nó. Anh biết rằng có chuyện xảy ra. Nên đi theo hai người. Dara đi ra ngoài với băng nhưng không thấy nó đâu, cô bé chỉ biết nhìn quanh khó hiểu rồi cũng buông xuôi đi vào lớp đi vào lớp. Nó đứng trước bàn hội trưởng, nhìn theo hắn đang lục gì đó trong thoại, hắn lấy ra một cái băng cá nhân rồi tiến lại chỗ nó. Hắn đưa tay lên thì nó co rúm người lại, mắt nhắm nghiền, hắn khẽ cười vì hành động của nó rồi lột bỏ cái cũ rồi cẩn thận dán cái mới vào, nếu nhìn từ ngoài cửa chẳng khác gì hai người đang hôn nhau vừa lúc đó xe hô đi vào anh ngạc nhiên cái quái gì anh nghĩ rồi thốt lên hai người đang làm cái gì đấy nó quay đầu lại nhìn thì nhanh chóng cúi đầu chào hội phó hắn thấy thế liền thanh minh mình chỉ giúp cậu ấy dán băng cá nhân thôi xe hô nghe thế liền nhìn vào chán nó cậu ta tiến lại chỗ hai người rồi hỏi nó cô bị sao thế tôi bị ngã nếu không có gì thì tôi xin về lớp đây nó lại cúi đầu đi, cả hai nhìn theo nó, hắn thốt lên, đó là bức tường, chứ không phải cửa. Sau khi nó đi khỏi, Seho nhìn thẳng vào mặt của Jihun nói như khó chịu, cậu nên tránh xa cô ấy ra, tôi chẳng làm gì cô ấy cả, cậu thích cô ta à? Không, tôi chỉ muốn chắc rằng Ina không làm hại ai nữa. Rồi cậu ta bỏ đi, để mình hắn ở lại trong căn phòng hội trường sau buổi chiều nó ra thư viện để xem sách tham khảo cho kỳ thi khảo sát xem mãi suy ra chán chê nó lại buồn ngủ thế là cứ gà gật ngủ luôn lúc nào không hay sau khi mọi người về hết hắn muốn đi vào thư viện tìm sách tham khảo đang tìm sách bên giá này hắn nghe tiếng động bên giá kia thân có võ nên hắn không sợ mà vẫn cứ ung dung đi về phía đó hắn đang cẩn thận hết mức thì trước mặt hắn không ai khác chính là nó nó nằm trên mấy đống sách ngủ ngon lành hắn lại chỗ nó ngồi xuống nhìn nó hắn chép miệng thật là chịu hết nổi mà ở đây mà cô cũng ngủ được hắn lay nó dậy làm nó giật mình bừng tỉnh nó nhìn quanh ơ ờ, đây là đâu thư viện cô ngủ ở đây sao nó nhìn thấy hắn liền đứng dậy cúi đầu chào hội trưởng cô thật là tôi sẽ ghi cô vào sổ tội ngủ trong thư viện xin anh mà tôi không cố ý không cần biết Chương 3, nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com Chép 3, nó liền vênh mặt lên cãi, anh đúng là đồ khó ưa mà. Tôi nói mình không có ý rồi mà. Hắn nhìn nó, gõ ngay vào đầu nó một cốc. Giỏi ghê, ai bày cô cãi hội trưởng thế hả, tôi xin lỗi, nó ngậm ngùi. Rồi cả hai ra ngoài chỗ để xe, nó tiến lại chỗ chiếc xe đạp điện, hắn thì tiến lại chỗ một chiếc xe phân phối lớn hắn lái xe tiến lại chỗ của nó, nhìn chiếc xe cu à nó, hắn nói, chiếc xe rất quen. Cô mua nó ở Việt Nam hả? Nó biết tất nhiên hắn thấy quen rồi, vì đây chính là chiếc xe đã tông hắn khi ở Việt. Nó chỉ ấp úng đáp lại, về, ớ, ưng. Hắn nhìn chiếc xe quen thế nhỉ mình thấy ở đâu rồi thì phải rồi hắn bỏ đi nó đứng sau thở dài nhẹ nhõm lỡ hắn mà biết chính nó đã tông hắn khi ở việt không khéo lại bắt tội nó nữa nó lái xe ra cổng tới cổng nó thấy một chiếc xe đen nháy một ông tuổi trung niên đang đứng đó chào hắn kính cẩn hình như ông ấy đang cố bảo hắn vào xe nó chỉ biết đứng lặng người nhìn hắn ta quay đầu về hướng khác thì thấy nó đang nhìn hắn chằm chằm nó nhớ câu nói của hắn, nhìn chằm chằm là mất lịch sự, nên liền lái xe bỏ đi. Trên đường đi nó mãi suy nghĩ. Sao hắn lại không chịu vào xe, rốt cuộc hắn là công tử nhà nào mà chảnh giữ vậy, nó mãi suy nghĩ không thấy đang đi sai lề đường, hắn phóng xe từ phía xa, thấy có con điên đi sai lề hắn phanh ngay. Nó thì sực tỉnh quay đầu nhìn, hắn nhăn mặt, cô ám tôi hả, sao đi đâu cũng gặp cô hoài vậy. Tránh ra. Nó không nói gì, chỉ lặng lái xe ra tránh đường cho hắn, hắn phóng xe đi, theo sau hắn chính là chiếc xe đen lúc nãy. Nó nhìn theo chiếc xe khuất xa rồi cũng lái xe về. Về đến nhà, nó xem lại sách vở để chuẩn bị cho kỳ thi, nhưng quá mệt mỏi nó gục xuống bàn ngủ luôn. Hắn về đến nhà thì thấy ba hắn ngồi trên sofa, hắn nói lạnh lùng: nếu ba nói con đừng tỏ ra mình không phải con nhà giàu thì con không làm được, không phải, ta không trách con, ta đến để nói cho con tin vui. Con cứ ngồi đi, hắn lặng ngồi xuống, ba hắn uống ngụm nước rồi nói, bác Hoàng và ta đã đồng ý cho con và bé chân kết đôi rồi, cái gì kết đôi, ý ba là sao? Thì con bé cũng là người như con, thấy hợp nên bọn ta đồng ý, nhưng con... Không nhưng nhị gì cả, chủ nhật tuần này đi gặp mặt. Thế là ông bỏ đi, hắn tuy là một đứa rất lạnh lùng trước mặt mọi người nhưng từ nhỏ hắn đã sợ bố rồi, mọi thứ ông ta nói thì không thể cãi lại được. Thấy ông ấy ra khỏi căn hộ, hắn quăng thẳng cái túi xuống bàn, miệng nói một cách tức giận, chết tiệt con chỉ mới 17, 17 thôi. Hôm sau đến trường, hắn đã mang ngay bộ mặt khó chịu đầy kinh khủng vào trường, hắn đi đến đâu mọi người im lặng đến đấy, vì không ai muốn làm nơi hắn chút giận của hắn hắn đặt ngay cái cặp xuống bàn đánh dầm làm nó giật mình nó nhìn hắn rồi hỏi dara cậu ấy bị sao vậy không biết nữa nhưng lúc anh ấy như thế thì đừng đụng vào sao thế dara bắt đầu hồi tưởng khi ấy hắn cũng mang bộ mặt đó đến trường lúc đấy có một anh hội trưởng rất hiền anh ấy hoàn thành tốt mọi việc trừ việc nhắc nhở một nhóm côn đồ trong trường anh ấy luôn bị chúng đánh cho tơi tả khi hắn xuất hiện với bộ mặt đó, thấy có người bị ăn hiếp hắn liền xông vào can. Bọn chúng cười nhạo hắn, cái gì đây, cấp dưới mà đòi cứu cấp trên, muốn ăn đòn thay hắn ta chứ gì. Khi anh ta giơ nắm đấm sắp đánh mặt hắn thì hắn chặn lại ngay trước mặt của mình, còn nói, ỉ đông hiếp yếu hả. Thế là hắn vặn một tay làm anh ta rú lên và bị nứt xương cũng nhờ thế nên hắn được làm hội trưởng khi mới 17 tuổi, nghe xong câu chuyện, nó lẩm bẩm một tay mà làm nứt xương hả trời. Rồi quay nhìn hắn, trong tiết đầu, nó lắp một máy bay giấy viết vào đó dòng chữ, sau tiết này thì lên tầng thượng nha, có quả, hắn đọc xong rồi quay nhìn nó. Đáp lại, nó vẫy tay chào. Tiết tiếp theo nó không có ở lớp, cả hắn cũng vậy, cô nhìn rồi hỏi lớp, ji và hy san đâu rồi? mọi người lao nhau không biết họ đâu ina quay đầu nhìn vào chỗ của hắn cô biết ngay nếu hai người đó đi chung chắc chỉ vì nó lại gây chuyện nó đợi hắn trên tầng thượng hắn lên đó thì thấy nó ở chung với một cây đàn hắn lạnh lùng nói có gì không nó kéo hắn lại chỗ nó ngồi rồi cười tiếng hát của mình sẽ giúp cậu thấy khá hơn đảm bảo đấy hắn bĩu môi bỏ tay vào túi quần rồi mới ngồi xuống nó bắt đầu đàn lời của bài hát rất kỳ lạ nhưng nó hát lại rất hay, đúng như nó nói. Hắn cảm thấy đỡ hơn, nhưng câu kết của bài hát lại làm hắn thấy khó chịu. Cậu thật sự là ai mà chảnh thế, hắn đứng lên, nó cũng đứng lên theo rồi đặt cây đàn trên thanh hành lang để đuổi theo hắn. Nó hỏi hắn, nói thật đấy, cậu là ai, tôi là Jihoon, Park Jihoon. Cây đàn cô đâu rồi? Nó bây giờ mới quay lại, không thấy đàn đâu, nó nhìn xuống thì thấy nó ở dưới đất vỡ tan tành. Nó khóc, hít cây đàn, hít. Tất cả là do anh. Nó thét lên rồi nhìn hắn, hắn xua tay. Cô đừng quá đáng nha. Sao do tôi, nếu anh không buồn thì tôi có đàn không? Rồi nó liền bỏ đi, hắn nhìn theo nó miệng lẩm bẩm, vậy là do ba tôi đấy. Vì ông ấy tôi mới như thế này rồi hắn chạy đuổi theo nó nó đi xuống cầu thang thì bị hắn nắm tay chặn lại nó quay đầu nhìn hắn khó chịu cậu muốn làm gì hả nên nhớ cô không được hỏi tôi là ai sao chứ hắn ta tiến gần nó bao nhiêu thì nó lùi lại bấy nhiêu hắn nói một cách nham hiểm tôi không muốn cô biết hắn vừa kết thúc câu nói nó mới nhận ra là đã đi đến mép bậc thang nó mất thăng bằng chơi với thì hắn nhanh chóng nắm lấy tay nó vừa lúc đó seho hô cũng đang từ cầu thang dưới đi lên nhìn thấy cảnh tượng cậu ta lập tức giở giọng lạnh lùng hai người làm trò gì đấy hắn và nó lập tức quay đầu lại nhìn cậu ta cả hai ngay lập tức luôn miệng cùng nói không có gì đâu Seho đi lên cầu thang, kéo nó đứng thẳng, nó liền cúi đầu bỏ đi không chào câu nào. Nó đi xuống cầu thang để về lớp thì gặp Ina cũng đang đi lên lầu, cô nhìn theo nó chạy gấp về lớp, cô cũng ngước lên xem thì thấy hai người kia đang nói gì đó. Seho nói một cách khó chịu đừng để Ina thấy những cảnh như thế này nữa, đó là chuyện của tôi, cậu lo làm gì, hắn đáp lại không vừa, có chứ, Hy Săn là cấp dưới của tôi, tôi là hội phó, tôi có quyền. Rồi cậu ta bỏ đi, vừa lúc đó Ina cũng tới nơi, nhìn Seho bỏ đi, cô hỏi hắn, có chuyện gì vậy anh, không có gì đâu giờ ăn chưa, nó ngon lành ăn cùng Dara thì có điện thoại, thấy là số của mẹ nên nó nhấc máy, có gì không ạ, à? chân chân, con chiều con ra đón mẹ ở sân bay nha, sao mẹ lại qua đây? Là chuyện của con, ba mẹ nhất trí việc cho con với con trai thứ của ông Bách gặp mặt rồi. Nó nghe xong ngay lập tức phun cơm thẳng vào mặt Dara tê tê, miệng vẫn không ngừng hỏi, gặp mặt nhưng mẹ. Không nhưng nhị gì cả. Ok. Rồi mẹ nó tắt máy, nó chỉ biết bĩu môi mà làm theo, vì nó ương bướng vậy thôi chứ thật tình cũng sợ ba mẹ khiếp. Chương 4, nghe chọn bộ tại mechuyenaudio.com. hết 4, hôm đó mẹ nó thì khẩn trương chọn đồ cho nó, còn nó thì chán nản, chẳng biết làm gì. Mẹ nó chọn mãi cho nó rồi than vãn, trời ạ, à, sao chẳng có đồ nào vừa mắt thế này, mẹ cứ để con chọn nó thét lên, rồi lấy chiếc áo phông cặp chỉ còn một cái rồi mặc một chiếc quần jean, áo khoác caro cho đơn giản. mẹ nó không đồng ý nhưng trễ rồi nên bà cũng chẳng muốn kéo dài thời gian làm gì. nhà hàng GF, nó đến cùng mẹ thì liền ngồi vào bàn mà nhìn quanh. nó hỏi bà bác con trai bác đâu ạ? À? nó đi vệ sinh rồi. còn chờ chút thôi thì tạm xem ăn món gì đi. vâng ạ. Nó đưa cái menu lên xem trước, rồi loay hoay mãi, nó nghe thấy có tiếng đẩy ghế, cũng muốn xem hắn ta là ai còn đối phó, nó nói đại, con chọn món này. Rồi khi nó thả cái menu xuống, hai người đối diện nhìn nhau. 1S, 2S, 3S, a a a a cả hai thét lên cùng lúc làm cho mọi người phải quay đầu nhìn bàn họ. Nó chỉ tay vào hắn nói, bách di hôn nó thét lên Kim Hy San, hắn nói giọng ngạc nhiên ôi cả hai đồng thanh chỉ tay vào đối phương, mặt mếu nhìn mẹ, đây là người mà mẹ muốn con gặp mặt hả, hai con quen nhau hả? Tốt quá, bà Bách vui mừng đây không phải là áo đôi sao? Mẹ của nó chỉ tay vào hai chiếc áo mà nó và hắn đang mặc, nó cũng không ngờ, chính bây giờ nó chỉ muốn xông vào xé tan bộ mặt của hắn. Nó tức xì khói, thật là tê, gờ. Chớ có tức, nó đi ra chỗ khác tg vâng à mẹ nó nhìn bà bách rồi vui vẻ nói chị mình ra kia tìm chút gì uống để cho hai đứa nó nói chuyện ừ rồi hai bà già dẫn nhau đi tới quầy tiếp tân nó chú ý khoảng cách giữa hai bà mẹ với chiếc bàn mình đang ngồi để chắc chắn họ không nghe thấy những gì nó sắp nói sau khi đã chắc rằng đủ an toàn nó nhìn hắn và nói với giọng đầy căm hơn cái áo đó là do tôi thiết kế ra đó ở vậy thôi nhưng tôi lỡ mua rồi Chỉ ít anh cũng mua luôn hai cái chứ mua một cái thì ai mua cái còn lại nó nói giọng bất bình có chứ cô đang mặc đấy thôi a à, á á nó thét lên trong quán mọi ánh mắt chĩa thẳng vào nó khó chịu buộc một cô tiếp tân phải ra nhắc nhở xin quý khách không hét lên trong nhà hàng ạ à, ơ xin lỗi nó đành ngậm ngùi Hắn hách môi lên cười khinh bỉ, nó chỉ biết nhìn hắn và tặng cho một cái lườm, nó đâu thể làm gì nữa chứ. Lát sau, hai bà mẹ trở lại, theo sau là một anh tiếp tân với cái khay trên tay, mẹ nó mắng nhẹ nó, con này, quán xá người ta, sao mà cứ hét lên thế hả? Nó khoanh tay bĩu môi, nói giọng hờn dỗi, con không muốn gặp thằng này nữa, con muốn về nhà, con cũng vậy hắn tuy không muốn nhưng cũng tán thành ý của nó bây giờ bà bách cười nhà của hai con mẹ bảo chi uân bán để mua nhà mới rồi cái gì cả hai nói lớn cùng lúc mua nhà mới để làm gì mà phải bán hai căn nhà của tụi con hắn khó hiểu nhìn mẹ nói bà cười cho hai con về ở chung chứ làm gì đừng lo nhà tiện nghi lại gần trường nữa chút nữa đi xem nhà nha Hai đứa cứng họng không thốt lên lời, đúng lắc bậc cha mẹ, luôn làm đàn con phát điên, ngay lúc này, nó đang nghĩ đến cảnh tượng nó và hắn sống cùng nhau đã thấy kinh khủng, nó dùng mình. Hắn nhìn nó, trong đầu nghĩ, trời ơi, chỉ thấy cái mặt đã đủ ghét rồi, nói gì tới việc sáng nào cũng thấy mặt nó, như thế chắc mình nổi điên quá. Mẹ nó mừng rỡ khi thấy hai đứa không nói câu gì, bà nói tiếp, hai đứa cũng quen nhau rồi, tôi thì giờ mình đi xem nhà nghe, tôi thấy được đấy mẹ hắn tán hưởng. Sau khi ra khỏi nhà hàng, mẹ nó cười, chỉ có một chiếc xe, hai con tạm đi chung mô tô của Ji Hun nha. Rồi bà nhanh chóng vào xe để tránh lời phàn nàn của con gái Tiểu Thư hắn không nói gì đi lấy xe rồi dừng trước mặt nó hắn đưa cho nó mũ bảo hiểm giọng lạnh lùng đội đi tôi cũng không muốn đâu nó miễn cưỡng cẩm lấy mũ đội lên đầu nó ngồi lên xe hắn còn cảnh báo đừng ngồi sát tôi tôi thấy khó chịu chứ anh tưởng tôi muốn lắm hả anh nó chưa nói hết câu thì hắn phóng xe làm nó mất thăng bằng để mũ nó đụng vào mũ hắn đánh cộp Hắn thoáng cười nhưng lại nói giọng khó chịu, tôi nói là tránh xa ra mà cô không nghe sao? Nó bĩu môi không nói câu nào, cả hai đuổi theo chiếc xe taxi đen phía trước của hai mẹ để đến nhà mới. Nhà mới công nhận khang trang thật, lại gần trường, mọi thứ tiện nghi hiện đại, thoáng nhìn thì thấy rất tuyệt nhưng cả căn nhà lại được trang trí đồ đôi, cái bình hoa thì ở đâu ở đấy đều màu hồng. Gian bếp thì lãng mạn phết, cái phòng ngủ mới khủng hơn, toàn một màu trắng tinh khiết, như đã nói, toàn đồ đôi. Hai bà mẹ nhìn thấy căn nhà mà suýt xoa mãi, mẹ nó vỗ vai hắn. Con rể thấy sao, tuyệt lắm đúng không, ơ. Con rể cơ á, nó thét lên, mẹ nó xua tay, chứ gì nữa, con cũng lo mà gọi bác bách là mẹ đi. Nó tức xì khói, chỉ muốn hai mẹ đi ra mau để nó và hắn còn giải quyết mà phân chia căn nhà chuyện đến cũng đến hai bà mẹ dắt nhau ra cửa nó vui vẻ hỏi hai mẹ đi đâu vậy mua đồ cho hai con bọn con có thể tự mua mà nó nói giọng con nít không hai con không mua được cái đồ đôi nào đâu rồi hai bà đi ra xe nó nhìn theo chiếc xe rồi đóng sập cửa lại nó giận dữ nói giải quyết chuyện này đi nhưng chẳng thấy ai ở đó cả hắn đã đi đâu chẳng thấy nó chạy tìm khắp căn nhà miệng không ngừng gọi đồ khó ưa anh đang ở đâu? Nó đi lên lầu 2, phía sau phòng có một ban công nhỏ được bày trí rất đẹp, có nhiều hoa và có một cái ghế ở giữa, tuy nhỏ nhưng nó mang một vẻ ấm áp. Hắn thì ngon lành ngồi khoanh tay mắt nhắm thưởng gió, nó ngồi đối diện rồi nói, "Bàn về chuyện căn nhà đi." "Bàn gì được, như thế thì như thế thôi." Mắt hắn vẫn nhắm nghiền, nó bĩu môi rồi đứng dậy bỏ đi. Nó vào nhà, từng bước đi là từng bước giận dỗi nện xuống sàn. Nó ngồi phịch xuống sofa, khoanh tay trước ngực, nói giọng hờn dỗi, mấy bà mẹ đúng là sao lại cứ bắt ép thế này. Mà chọn ai không chọn, chọn ngay thằng trời đánh. Cái thằng đó, cô đang chửi tôi đó hả? Hắn từ đâu xuất hiện lại chỗ sofa ngồi, tay đan vào nhau, nói vẻ nghiêm trọng. Cái chuyện này không thể cho nhà trường biết, dù gì thì tôi cũng là hội trưởng mà có hiểu không? Bộ đầu óc tôi bã đậu lắm hay sao mà không hiểu chứ? nhưng làm sao vào nhà gần trường mà thì cứ ở lại cho đến khi mọi người về hết thì vào ngu thế không biết nó gật gù đầu rồi đi ra ngoài nó định dọn đồ cũ nó ở nhà kia dù gì thì cũng bán cho người ta rồi hắn thấy thế cũng về nhà dọn lại đồ nó tiếc nhà đó lắm nhưng đành thế thôi hắn thì phải nói là tỉnh như ruồi hắn chẳng quan tâm tới mấy vụ này lắm Hắn dọn đồ xong thì loay hoay đóng đinh để treo bức ảnh hắn chụp với GD. Xong xuôi hắn ngắm bức ảnh mà cười, lâu rồi không gặp ông anh. Lại nói tới nó, sau khi kiểm tra đồ nó mới nhận ra là thiếu mất một thứ, nhưng giờ đang bận tối mày tối mặt thế này nên chắc ngày mai học xong nó sẽ chạy qua lấy. Nó ra khỏi phòng, thấy hắn loi choi tay đút vào túi quần, xách cái búa đi trong nhà mà thấy ghét. Nó nhăn mặt tự nói. Với bản tính cứng đầu, thích tự do của mình, mình hứa cái vụ ở nhà chung này nó sẽ không để nó kéo dài lâu đâu. Chương 5, nghe chọn bộ tại Mê Chuyện audio com Mới sáng ra, hai bà mẹ đã gõ cửa rầm rầm làm hắn và nó bật dậy. Nó ngủ trên giường còn hắn thì nằm sàn. Hắn nhanh chóng nhảy lên giường rồi cho nó nằm trong vòng tay của mình, nó thì để tay lên ngực hắn âu yếm mẹ nó mở cửa vào phòng làm nó khó hiểu sao mẹ vào nhà con được hai mẹ có giữ chìa khóa mà rồi bà cười trông rất gian xảo tối hôm qua tuyệt hông sao cơ ý nó nhăn mặt nói thì hắn cắt lời hạnh phúc lắm mẹ bà cười chỉ tay về phía hai người rồi đóng cửa lại cánh cửa mới kêu cạch là nó đã dãy giụa ra khỏi tay hắn còn đạp hắn rơi xuống giường hắn bật dậy nói khó chịu cô làm gì thế hả tôi mới là người hỏi anh đó, tối hạnh phúc là sao hả, thì đó chẳng phải là điều mẹ cô muốn sao. Nó tức giận chạy lại chỗ hắn cầm theo chiếc gối, hắn thấy thế liền chạy lên giường để né, cứ thế hai người đuổi nhau trong phòng, bỗng cánh cửa động đậy, hắn nhanh chóng dừng ngay lại. Nó vẫn cầm gối chạy tới từ phía sau, định dơ lên đánh vào đầu thì hắn cầm lấy cổ tay của nó, kéo nó xuống giường nằm ngửa, còn hắn thì nằm đè lên nó. Nó trơ mắt không hiểu, hai người nhìn nhau, nó ngại đỏ cả mặt, hắn được dịp nhìn kỹ nó, dễ thương ý chứ, hắn bình phẩm trong đầu về nó, được hai ép thì cánh cửa mở, bà bách thấy thế liền phẩy tay. Xin lỗi làm phiền nhưng sáng rồi, hai con có thể. Tụi con xin lỗi hắn cười rồi cùng kéo nó đứng dậy hắn đưa tay ôm vai nó rồi kéo nó lại gần để tỏ ra âu yếm, nó cười rồi thọc mạnh bằng cùi trỏ vào bụng hắn rồi nói, là do anh Ji Hun đấy. Hắn đau lắm nhưng đành nhịn, bà cười rồi bảo, hai mẹ mua đồ xong rồi nè, hai con ra xem đi. Rồi bà đóng cửa, nó đẩy hắn ra rồi nói, lợi dụng chứ gì? Giỏi ghê, cô có gì mà lợi dụng chứ, nói mà không biết nghĩ. Nói xong hắn ung dung bỏ tay vào túi quần rồi tiến về phía cửa. Hắn vừa mở cửa thì nó xông vào chạy ra ngoài trước. Nhưng nó nhanh chóng đơ người, miệng mở rộng, mắt tròn như viên bi o không ô. Hắn ra ngoài thì thấy một thùng đồ cá nhân được sổ ra, chúng toàn đồ đôi. Hắn đưa ta kéo cầm nó lên rồi nắm lấy tay nó kéo đi ra, nó vẫn trong tình trạng xác ướp Ai Cập. Hai bà mẹ vui vẻ nói xem nhé, đồ ngủ đôi, của Jihoon là màu xanh còn chân chân là màu hồng, dép đôi, bót đánh răng đôi, mũ đôi, áo khoác đôi, túi đôi. Cứ mỗi từ đôi, bà bách lại dơ một vật trước mặt như giới thiệu sản phẩm, hai bà mẹ hứng khởi thấy còn hơn cả hai. Tất nhiên hơn rồi, hai người kia đâu có thích, hí ý, nó nói giọng giận dỗi. Có cần thế không, sao không, con lạ ghê, mẹ nó nói thế là hai bà cứ tơm tớp lên như điên, hắn thì không quan tâm nữa, VSCS xong cả hai vào bếp làm đại một món ăn lót dạ. Sau khi chán chê đồi đôi rồi dặn dò hai con, hai bà mẹ cũng ra về. Nó nhìn đống đồ này rồi lại lục tung, hắn cũng ngồi xuống lấy cái iPad ra rồi để nó xếp cái đồ nào của hắn cái nào của nó. Nó nhìn cặp mũ hình con thỏ và con gấu, rồi đội mũ hình con thỏ lên đầu, cười, nè Ji-hun, cậu lấy con nào hả, con nào cũng được hắn nói không nhìn nó, nó vỗ vai. Con nào là sao, anh phải nói đi chứ. Hắn ngước lên há tìm thì gặp ngay khuôn mặt tươi tắn của nó. Hắn tắt game rồi đưa điện thoại lên chụp nó một tấm, nói, ngồi yên, tôi cho cô xem cái này sau khi chụp xong, hắn đưa cho nó xem kèm theo lời bình, nhìn cô như quái vật rừng xanh ý, anh thôi đi. Rồi nó mở mũ ra, ngắm một chút nữa, rồi nó quyết định, tôi lấy con thỏ, không nói nhiều. Ngày mai là bài khảo sát rồi, cô không học bài hả, không, thích dạy đó. Rồi nó quăng đồ cho hắn, còn lại của mình thì đem vào. Hắn dọn lại gọn rồi cũng bưng đồ vào phòng hôm nay là ngày thi khảo sát môn toán nhưng sau mấy việc nhà làm nó không học được gì hắn biết nhưng thậm chí không giúp đỡ mà chỉ muốn xem nó sẽ xử lý như thế nào khi giấy thì được đặt lên bàn nhìn những con số là nó chỉ muốn ngất ngay trên bàn chỉ mới vừa bắt đầu lên lớp nó đã phải đối mặt với bài thi đầu tiên trong khi chẳng có cái gì trong đầu cả thôi thì cứ làm còn kết quả ra sao thì nó sẽ chờ xem để biết bắt đầu học lại từ đâu Hắn nhìn nó cặm cụi làm mà thấy lạ, hắn nghĩ, quái con này giỏi thật, không học mà cũng làm được. Sau khi kết thúc bài làm cô giáo vừa nói vừa xếp lại sắp bài, sau bữa trưa cô sẽ đọc điểm nếu kịp. Nó thở dài móc điện thoại ra giải trí thì có tin nhắn, cô làm được quá nhỉ. Nó ngẩng đầu lên nhìn hắn, thì thấy hắn nhìn nó cười gian, nó lại gục đầu nhắn trả lời, kệ tôi mà lấy số tôi ở đâu z, thế cô nghĩ ở chung nhà thì tôi lấy ở đâu được? ngốc nó đọc xong tin nhắn thì bĩu môi không thèm trả lời hắn nhìn biểu hiện của nó chỉ nhẻo miệng cười xe hô vỗ vai nó cậu làm được chứ mình không biết mình chỉ làm đại thôi à hì hì xe hô nghe thế thì cũng mỉm cười thật ra thì anh biết cả kết quả thì chẳng ra làm sao nó cứ làm chỗ này bỏ chỗ kia chẳng có chỗ nào hoàn thiện cả giờ ăn chưa nó ngồi chung với Dara, đang ăn ngon lành thì bỗng có người đứng bên cạnh bàn của nó. Nó đang cắn miếng thịt, thấy Dara cứng như bức tượng đang nhìn lên, nó ngước lên thì thấy Seho đứng đó với khay cơm, bao ánh mắt dồn hết vào bàn của nó, trong đó có cả hắn. Seho cười, mình ngồi đây được chứ, ok, cứ tự nhiên. Nó vui vẻ, Seho ngồi xuống đối diện nó. Seho nở nụ cười chào Dara rồi mới bắt chuyện với nó, cậu có vẻ thích món trứng chiên nhỉ? Ừm nó cười tít mắt, tất nhiên nó thích rồi vì món đầu tiên mà Thuận Lâm nấu cho nó ăn chính là món này mà. Rồi cả hai trò chuyện liên thuyên về vụ món trứng đó mà không hay biết có một ánh mắt kinh khủng đang như muốn phát điên ở phía sau hai người hắn ngồi ăn, mắt cứ chừng lên muỗng thì gõ cạch cạch vào khay, hắn không hiểu chính mình bị sao nhưng vẫn như thế đấy, thông cảm mình không biết dùng từ nào nữa. Sau bữa ăn, như là thói quen từ lâu của nó, nó lại lên sân thượng để hít thở làn gió trong lành. Hắn tìm hoài không thấy nó đâu liền hỏi Dara, Dara, cậu thấy Hisan đâu không? Cái gì đây, cậu quan tâm tới hy săn từ hồi nào vậy, nhanh nào hắn dục cô bạn, cậu ấy trên tầng thượng đấy. Thế là hắn chạy lên lầu, Ina nhìn theo không biết chuyện gì. Khi thấy Dara đi ngang qua thì cô nắm lấy tay Dara. Hỏi, Jihun nói gì với cậu đấy, có gì đâu, cậu ấy tìm hy săn thôi, Dara ngây thơ nói. Ina thả tay cô bạn ra vì lo suy nghĩ. Sao anh ấy lại quan tâm tới con bé nửa mùa đó chứ, nó hơn mình chỗ nào, mờ ám quá. Hắn chạy lên tầng thượng thì thấy nó ngồi trên ghế đá, hắn liền bước tới và ngồi xuống cùng nó. Hắn hỏi, cô làm bài được lắm chứ gì, sao ai cũng hỏi câu đó vậy? Xê hô cũng nói y như anh. Hắn không hiểu tên kia có ý định gì, nhưng rồi chuyển sang câu hỏi khác, lúc ăn chưa cô vui lắm hả? Sao anh biết nó tỏ vẻ ngạc nhiên tôi thấy hết rồi? có gì vui mà nói hoài vậy có gì đâu chỉ là bàn về món trứng chiên thôi à thôi tôi về lớp đây sắp vào lớp rồi nó đứng dậy đi về trước nhìn cánh cửa tầng thượng đóng lại hắn nói giọng khinh khỉnh cái gì trứng chiên có gì hay mà cười thế chứ hơn tất cả hắn không hiểu sao hắn lại bận tâm như thế nhưng thôi kệ cô giáo đến lớp với tập bài trên tay cô nói lớp chúng ta có tin vui và tin buồn các em muốn nghe tin nào trước, tin vui ạ? À? Cả lớp đồng thanh, lớp ta các bạn đạt từ 80 trở lên, cô cười vui mừng. Cả lớp vỗ tay tán hưởng. Hắn hỏi một cách lạnh lùng, thế tin buồn là gì?